đã hết rồi hả? Thời tới không cản nổi luôn. Chuẩn bị sao vậy trời? Khoan đã. Cái gì kia? Chuột. Phải làm sao giờ? Giá mà mình có con chuột mới. Nibbles 3000. Xịn quá. Chắc mình đủ tiền mua một con đấy. Tờ màu xanh đi rồi. Nhưng có một đô thì làm ăn gì chứ. Chắc mình phải tự xử lý chuyện này thôi. Cái này sẽ tuyệt lắm đấy. Đến đây. Ai nói bạn cần tiền để có được thứ mình muốn chứ? Mọi thứ mình cần đều ở trong cái hộp này. Chỉ cần cắt vài đường ở đây, buộc vài nước ở kia. Sắp xong rồi nè. Xin giới thiệu Nibbles 3000 tự chế. Hàng cây nhà lá vườn. Xem chuột mới đỉnh thế này. Mình đúng là thiên tài mà. Bọn zombie này không có cửa đâu. Ủa? Sao nhấn không được gì cả? Đừng có hỏng vào lúc này chứ. Vứt đi dùng cái. Bực hết cả mình. Nibbles 3000 kìa. Thế này chơi mà đã nè. Thiết bị tốt là quan trọng nhất đó. Con zombie này có vẻ đói nhỉ. Hi, các bạn sao rồi? Tớ yêu các bạn. Còn muốn chơi với tớ không? Hả? Sao lại thế này được cơ chứ? Bị virus hay gì mất rồi. Không thể như thế này được. Mình vừa mới đăng nhập cơ mà. Máy tính bảng của mình. Không. Thôi thôi, bình tĩnh nào. Chỉ là trục trặc chút xíu thôi. Hốt cả hình luôn đấy. Ôi trời, hôm nay chán như con rắn. Chơi game tí để lên dây cót tinh thần nào. Để bật máy lên cái đã. Rồi lại ngồi đợi. Đúng là triệu chứng kinh điển của máy cũ mà. Sắp được rồi. Đúng rồi. Cứ tải đi. Không biết mình còn kiên nhẫn ngồi được tới khi nào nhỉ. Và không thể chịu nổi nữa. Sao mày không chịu tải hả? Bất kể bạn có bao nhiêu tiền thì đi bộ tới trường cũng chẳng có gì lạ đời cả. Chà, kiểu kiểu thế đó. Cái điện thoại mới toanh của mình. Anh có biết nó đắt thế nào không hả? Đền cho tôi đi cái anh kia. Không biết có cứu vãn được gì không đây. Xong chắc cả mấy triệu chứ ít gì. Nhưng có cách này rẻ hơn nè. Chẳng gì mà cuộn băng dính nhỏ xinh này không khắc phục được cả. Dù trông chả đẹp đẽ gì nhưng ít ra vẫn dùng được. Đến lúc quyết định rồi đây. Thôi nào, ngon lành. Cậu nghe thấy rồi chứ? Nhưng khi bạn có tiền thì ba cái vụ vỡ điện thoại chỉ như con bò rụng lông, cây me rụng lá thôi. Đi đứng phải để ý vào chứ các anh kia. Mấy người bị sao vậy không biết. Nhìn cái vết xước to đùng kia kìa. Chắc mình phải mua điện thoại mới thôi. Tôi thấy trước mà tránh ra coi. Trộn rộn thế không biết. May mà mình có một cái để dự phòng. Alo. Ủa mà nãy cậu nói gì thế nhỉ? Cậu có tin nổi không? Câu đó mà cậu ấy còn trả lời sai. Ôi mẹ ơi, cậu ấy đẹp trai quá. Tớ lại đó ngồi xíu đây. Ok, ngồi rồi nè. Chào cậu. Trời đất ơi, cậu ấy vẫy tay với mình. Mình nên bắt chuyện nhỉ? Không, biết nói cái gì đây. Ok, dũng cảm lên nào. Này hai cậu, xê ra cho tớ ngồi với. Cậu ấy cứ làm kỳ đà cản mũi suốt thôi. Chào Bella, hôm nay nhìn cậu xinh thật đấy. Có muốn đi xem phim với tớ không bạn mình? Thật không công bằng. Kelly, Mandy, cái này cho cậu.
xa hợp bữa tiệc cửa đấy. Cảm ơn đã mời tôi nhé, tôi rất vui khi có mặt ở đây. Tốt, cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Brian, chúng tớ rất quý cậu. Và đây là sự ngạc nhiên đặc biệt dành cho cậu. Ta-da! Không phải chứ? Đây là bức ảnh có chữ ký của Billie Eilish sao? Các cậu thật tuyệt, tớ quý các cậu. Thật. Không, đợi đã. Ra đây đi nào. À, lần nào cũng vậy. Mình sẽ mở nó bằng cách nào đây? Thành công tốt đẹp. Phải, quay lưng lại đi. Được thôi. Mệt quá. Tỉnh rồi. Hả? Nhìn Jennifer ngủ ngon ghê. Sao mình không nghĩ ra chứ? À, đích thật đó. Au. Cái quỷ gì vậy trời? Xương rồng làm u đầu mình mất. Au. Đau quá. À, giờ mình có thể nghỉ ngơi chút. Em mãi nhé. Vẫn khó chịu quá. Mình phải trấn tĩnh lại nào. Đổ hết đống đồ cứng ra cái đã. Sao trong này lắm đồ vậy trời. Cặp rỗng không thì lại không em. Dậy đi Jennifer. Gì đấy? Sao cặp cậu em thế? Nhìn này gái ơi, có bông mà. Gấu dễ thương nhỉ, nhưng chân đã bị thương rồi. Cảm ơn vì mớ bông nhé. Hãy lấy một cây túi bóng và nhét bông vào trong. Khi đã nhồi xong rồi, đóng zip của túi lại. Cho cậu mượn nè. Xịn xò quá. Cuối cùng cũng được thoải mái. Dễ chịu quá. Đùa mình đấy hả? Vừa mới lơ mơ ngủ đã chuông.